Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bác sĩ của mọi nhà. Chương trình được phát sóng vào lúc 9 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV9, Đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tầng khí quyển bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khói bụi, chất thải công nghiệp, sử dụng máy điều hòa nhiều, cây xanh ngày càng ít, thay vào đó là những tòa nhà cao chọc trời đã gây ra hiệu ứng nhà kính. Khí hậu và nhiệt độ mỗi lúc có sự thay đổi khắc nghiệt. Nhiệt độ nóng dần và nhất là vào mùa hè, nhiệt độ tăng đỉnh điểm có những lúc lên đến 37 độ C đến 38 độ C. Khí hậu vùng nhiệt đới, trong đó phải nhắc đến Việt Nam, có sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da. Nếu không chống nắng tốt, qua thời gian, làn da mất sức đề kháng, mụn, nám da, đôi môi, những đốm đen trên da xuất hiện. Nhẹ thì có thể điều trị được, nặng có thể gây ra ung thư da. Vậy làm sao bảo vệ làn da? Hãy cùng bác sĩ chuyên gia của chương trình Bác sĩ của mọi nhà cung cấp thông tin cần thiết về công nghệ chống nắng 360 độ. Chống nắng là một yếu tố vô cùng cần thiết, nhất là đối với làn da và môi trường của người Việt Nam chúng ta. Như vậy thì các bạn đã có đủ thông tin về vấn đề chống nắng của mình chưa? Sản phẩm chống nắng, những chỉ số SPF và PA nó có ý nghĩa như thế nào? Thì hôm nay chương trình Bác sĩ của mọi nhà, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đầy đủ thông tin hơn. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu SPF là gì? Nguyên chữ của SPF nghĩa là Sun Protection Factor, nghĩa là yếu tố bảo vệ làn da dưới tia tử ngoại của mặt trời. Thực tế nó chỉ có khả năng chống được tia UVB. UVB là tia cực tím làm cháy da và nó có bên trong cái ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống trái đất chúng ta. Theo nghiên cứu cho thấy UVB sẽ xuất hiện từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều và đương nhiên trong khoảng thời gian đó thì từ 11 giờ trưa hoặc là 12 giờ trưa cho đến khoảng 2 giờ chiều, đó là khoảng thời gian UVB hoạt động với tần số cao nhất. UVA là tia cực tím làm chúng ta lão hóa, mà lão hóa ở đây có nghĩa là mình già đi nè, làm lỗ chân lông nở to, làm hư hại collagen và đặc biệt là nó sẽ làm tăng sinh chất gây ung thư. Và điều đáng sợ nhất là UVA thì không có cảm nhận được trên làn da của chúng ta. Và UVA nó sẽ xuất hiện quanh năm suốt tháng, ở tháng nắng cũng như tháng mưa, trời bão hay là trời có tuyết thì nó đều có một cái tần số giống y như nhau cả. Vậy thì các chỉ số SPF và PA như thế nào là phù hợp? PA 1 cộng sẽ ngăn cản được 95% tia UVA, PA 2 cộng thì sẽ nhiều hơn 1%, đó là 96% nè. Và tiếp theo là PA 3 cộng thì sẽ ngăn cản được 97% tia tử ngoại UVA xuyên vào da chúng ta. Và cuối cùng hiện nay trên thị trường chỉ số cao nhất của PA đó là 4 dấu cộng. Và ở mức độ 4 dấu cộng này thì sẽ ngăn cản được tối đa là 98% tia UVA thôi. Ngăn cản được 98% nghĩa là vẫn còn 2% tia UVA và UVB xuyên vào làn da chúng ta, đúng không ạ? Với 2% đó có rất nhiều tác hại xảy ra. Làm sao để ngăn chặn được 100% tia tử ngoại, giảm tối đa những tác hại của tia tử ngoại, nghĩa là các bạn đã có cơ hội có lại được một sức khỏe tốt nhất, một cái làn da đẹp. Và đã từ rất nhiều năm trước, Murad đã nghiên cứu ra một công nghệ gọi là công nghệ Muraso. Đây là một cái công nghệ bao gồm những cái viên nang nén giúp chống oxy hóa tối đa, đặc biệt là vitamin A, C và E. Và những viên nang nén này nó sẽ được phóng thích liên tục trong 8 tiếng đồng hồ. Và khi mà thấm vào bên trong da như vậy, nó sẽ trung hòa những gốc tự do vừa được sinh ra bởi tia tử ngoại UVA và UVB tác động lên làn da chúng ta. Thì đó là một cái cách rất khoa học để các bạn có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không bị tác hại
bởi tia tử ngoại UVA và UVB. Và cuối cùng, một điều rất quan trọng các bạn cần phải kiểm tra trên sản phẩm có khả năng chống nắng cho làn da các bạn, đó là trên sản phẩm thì bắt buộc phải có chữ broad spectrum. Broad spectrum có nghĩa là quang phổ rộng, phải có cả chỉ số SPF và phải có cả chỉ số PA. Nếu thiếu chữ broad spectrum nghĩa là có khả năng sản phẩm bạn đang dùng đó chưa được chứng thực. Thì hiện nay theo nghiên cứu cho thấy được rằng là chúng ta không phải chỉ đối diện với UVA và UVB mà thôi, mà hiện nay có đến 5 tác nhân có thể gây hại cho làn da chúng ta, có từ môi trường. Thì ngoài UVA, UVB còn có ánh sáng xanh. Mà ánh sáng xanh thì không chỉ bên ngoài đâu, mà chúng ta tiếp xúc rất nhiều với cái công nghệ hiện đại hiện nay. Ngoài ra còn độ ô nhiễm trong môi trường nữa. Và một điều mà tôi biết chắc rằng nếu ai đã là người Việt Nam thì biết rất rõ ràng, bức xạ nhiệt rất là nóng, hoặc là trong mùa hè các bạn không cần phải đi ra ngoài, đứng trong một căn phòng kín các bạn vẫn cảm nhận rất rõ ràng nóng quá, những tia nóng đó vẫn tổn thương đến làn da chúng ta rất là nặng nề. Theo nghiên cứu cho thấy được rằng là thực ra chúng ta vẫn đã và đang sợ tia UVA và UVB rất nhiều, đúng không? Nó chỉ tác động đến làn da chúng ta có 7% mà thôi. Trong đó, ngoài ra ánh sáng xanh thì tác hại đến chúng ta 39%, và cuối cùng bức xạ nhiệt, bức xạ hồng ngoại thì phá hủy làn da chúng ta đến 53% các bạn ạ. Làn da chúng ta cần rất nhiều lớp bảo vệ. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi và mỗi môi trường các bạn sẽ cần chọn lựa những sản phẩm khác nhau. Và nhớ nhé, công nghệ Moraso vô cùng cần thiết, bởi vì nếu chỉ chống bên ngoài mà không triệt tiêu bên trong thì làn da các bạn vẫn đã và luôn chịu tác hại của tia tử ngoại đấy. Nếu mà nói về chống nắng thì Vân Trang cũng biết khá khá. Tuy nhiên thì nói chống nắng 360 độ thì hoàn toàn là một cụm từ rất là mới, rất là lạ luôn. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Vân Trang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời đặc biệt để hiểu được rõ hơn chống nắng 360 độ là gì. Vân Trang xin được giới thiệu hai vị khách mời rất đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là chuyên gia Daisy Dung, giám đốc chuyên môn của Murad Việt Nam. Xin chào chị. Xin chào Vân Trang, xin chào chương trình Bác sĩ của mọi nhà và xin chào các bạn khán giả đang xem đài. Và vị khách mời thứ hai của chúng ta đó chính là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Trai, bác sĩ chuyên khoa da liễu, giảng viên bộ môn da liễu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào chị Vân Trang, xin chào chị Dung và xin chào các khán giả đang xem chương trình Bác sĩ của mọi nhà. Thì Vân Trang cũng có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Ngọc Trai. Bây giờ mình biết là phải chống nắng đó, nhưng mà chống nắng như thế nào thì nó mới có tác dụng, và chống nắng là chống cái gì trong ánh nắng mặt trời của mình? Thì thông thường cái thành phần mà nó gây hại nhiều nhất trong ánh nắng đối với làn da của chúng ta đó là cái thành phần tia tử ngoại, hay còn gọi là tia UV. Thành phần tia UV này lại được chia nhỏ ra làm là UVA, UVB và UVC. Thì cũng là một điều may mắn cho chúng ta, đó là cái thành phần tia UVC là cái thành phần tia mà gây ung thư da nhiều nhất. Thì đa phần cái tia này nó được chặn lại ở cái tầng ozone. Do đó thì cái lượng tia UV mà tới được mặt đất và tác động lên da chúng ta nhiều nhất là thành phần tia UVA và UVB. Thì tia UVA nó sẽ gây cái quá trình nhiều nhất, đó là quá trình lão hóa da, làm cho da chúng ta bị xuất hiện các cái nếp nhăn, xuất hiện các sắc tố và già đi theo thời gian. Còn thành phần tia UVB thì sẽ gây bỏng nắng, gây da cho tổn thương da của chúng ta và làm cho da chúng ta có thể xuất hiện những cái tổn thương không hồi phục theo thời gian. Thì các bạn nên lựa chọn cái loại kem chống nắng nào nó chống được cả hai tia UVA và UVB. Cái chỉ số thứ hai mà chúng ta cũng nên chú ý khi sử dụng kem chống nắng đó là cái chỉ số SPF và PA. Thì chỉ số SPF là nó đại diện cho cái khả năng chống cái lại cái tia UVB của loại kem chống nắng đó. Cái PA nó đại diện cho cái khả năng chống lại cái tia UVA của loại kem chống nắng đó. Và thường thì chúng ta sẽ lựa chọn cái loại mà cái chỉ số PA nó từ 3 cộng trở lên, tức là nó sẽ chống được khoảng là 97-98% cái tia UVA chiếu đến da của chúng ta. Xin hỏi chị Daisy Dung, đó là không biết là chống nắng 360 độ thì nó có khác gì với chống nắng thông thường hay không ạ? Cũng như bác sĩ Ngọc Trai vừa chia sẻ là hiện nay cái chỉ số sản phẩm chống nắng SPF và PA trên thị trường thì tối đa nó cũng chỉ chống được 98% thôi. Chúng ta thoa đủ như vậy nó mới chống được 98%. Vậy thì bạn thoa không đủ thì nó sẽ chống được cái lượng ít hơn rất là nhiều. Nhưng cho dù là đủ đi, vậy thì có ít nhất là 2-3% tia tử ngoại UVA và UVB sẽ xuyên vào trong da.
Và khi nó xuyên vào trong da thì nó biến thành cái gọi là gốc tự do. Nó bắt đầu đi phá hủy tế bào của mình, bắt đầu phá hủy collagen, bắt đầu phá hủy miễn dịch của da. Và nếu như cái gốc tự do đó có thể vào sâu hơn nữa thì thực tế mà nói tác hại của ánh nắng rất kinh khủng. Ở đây mình chỉ lo lắng là khi đi nắng sẽ bị nám, nhưng thực ra nám nó là cái biểu hiện nhẹ nhất của tác hại từ ánh nắng mặt trời. Vậy chống nắng 360 độ nghĩa là khả năng chống nắng bảo vệ được cho da, cho nhiều loại da, cho nhiều vấn đề da. Có nghĩa là có những da đang bị hóa chất, tổn thương, có da mụn, có da nám và kể cả da lão hóa. Thì cả năm loại đó nó sẽ phải có cái gì điều trị, bảo vệ dưới cái tia tử ngoại cho nó hợp lý và nó đúng. Và cuối cùng chẳng những chống được 97-98% bên ngoài mà cái 2-3% tia tử ngoại đã lọt vào trong da nó cũng trung hòa được luôn. Thì Vân Trang có một câu hỏi cho bác sĩ Ngọc Trai, đó chính là có phải là ở độ tuổi khác nhau nè, rồi những cái làn da khác nhau thì mình sẽ có những cái loại chống nắng khác nhau hay không? Thì đa số các cái sản phẩm chống nắng trên thị trường hiện nay thì chúng ta thấy là sẽ có cái loại sản phẩm dành cho da mặt và sản phẩm dành cho body. Thì rõ ràng là có sự khác nhau cho cái làn da của chúng ta nên mới có sự phân cấp cái sản phẩm như vậy. Thì bình thường, thông thường trên cùng một cơ thể thì cái da mặt của chúng ta thường là cái làn da mà dễ nhạy cảm nhất, dễ bị kích ứng nhất. Do đó thì khi chúng ta lựa chọn cái sản phẩm để xài trên cái làn, cái da của mặt chúng ta thì chúng ta sẽ xài những cái loại sản phẩm mà nó ít gây kích ứng nhất, cũng như là nó có tác dụng dưỡng da tốt nhất. Thì chúng ta cũng để ý đó là cái làn da em bé đó thường là nó sẽ mỏng và nó nhạy cảm hơn những cái làn da của người lớn rất là nhiều. Những cái sản phẩm chống nắng tốt á, thì thường người ta sẽ có những cái sản phẩm dành riêng cho em bé và những sản phẩm dành riêng cho cái làn da của người lớn để giúp đảm bảo được tốt nhất cái việc bảo vệ cũng như là cái hiệu quả của sản phẩm cho cái làn da của từng độ tuổi khác nhau. Chị Daisy Dung, chị có thể chia sẻ là những cái tác hại to lớn như thế nào nếu như mà mình chống nắng nhưng mà lại không mang tới cái hiệu quả chống nắng? Và Vân Trang biết không, có rất nhiều lần tôi xem kết quả siêu âm của nhiều người nói là đã thoa chống nắng rồi. Nhưng mà bạn biết được rằng là khi nhìn làn da bên dưới máy siêu âm da vẫn nhìn thấy được nám bên trong, vẫn nhìn thấy được tàn nhang bên trong. Điều đó có nghĩa là gì? Sản phẩm chống nắng đó không thực sự chống được cái tia UV, không khóa được tia UV, không ngăn cản được tia UV. Cho nên cái cơ chế máy siêu âm nó mới xuyên qua được, bởi vì máy siêu âm nó là tia UV. Hầu hết trong những cái sản phẩm đang có mặt trên thị trường hiện nay thì nó sẽ có hai thành phần mà lý ra không nên xuất hiện trong sản phẩm chống nắng. Đó chính là cái màu nhân tạo, cái màu hóa chất. Bởi vì bản thân nó là một cái chất mà có thể làm cho da thâm xỉn hơn và làm da nhạy cảm hơn, yếu hơn. Cái thứ hai nữa chính là cái cồn, cái mùi thơm nhân tạo hoặc là cái độ cồn ở bên trong. Thì bản thân của cái mùi thơm nhân tạo và độ cồn đó thì chính nó hấp thụ thêm cái tia tử ngoại gấp 3 đến gấp 4 lần. Thì bạn nghĩ đi, cái này thoa lên để chống, nhưng mà chính cái lớp đó nó lại trộn lẫn thêm cái thành phần hút vào nhiều. Thì cho nên là da mình chưa bảo vệ được bao nhiêu thì lại bị thêm tác hại. Những người tiêu dùng mà muốn sử dụng cái sản phẩm phương pháp chống nắng 360 độ này thì chúng ta có cần phải đi khám da nè, hay là đi chăm sóc bảo vệ da, hoặc là có một cái sự chuẩn bị nào cho làn da của mình trước khi sử dụng cái phương pháp này hay không? Tốt nhất chúng ta vẫn nên có sự tư vấn của các chuyên gia hay của các bác sĩ chuyên ngành da liễu. Không chỉ là quá trình khám da hay là quá trình soi da, mà chúng ta còn có những cái máy móc công nghệ hỗ trợ thêm để chúng ta biết được cái làn da chúng ta là thuộc cái loại da nào, cái tiếp da nào, cũng như là cái khả năng mà cái làn da chúng ta đáp ứng tốt nhất với cái sản phẩm nào, thì sẽ đảm bảo hơn cho chúng ta trong cái vấn đề là lựa chọn sản phẩm đúng đắn và tốt nhất, phù hợp nhất cho cái làn da của mình. Em xin hỏi chị Daisy Dung là không biết là cái khoảng thời gian như thế nào để phương pháp chống nắng 360 độ có thể phát huy được hết hiệu quả trên cái làn da của mình, cũng như là mình phải có một cái chế độ ăn uống, dinh dưỡng cũng như là nghỉ ngơi hợp lý như thế nào để cái phương pháp này phát huy được cái hiệu quả tối đa? Nếu da bạn rất là nhiều dầu mà bạn thoa đúng loại chống nắng và nó đảm bảo trong suốt 6 tiếng, 8 tiếng đồng hồ đó bạn không hề bị bóng dầu thì bạn thích không? Thích chứ. Đương nhiên sẽ rất là thích. Nhưng ngược lại, đối với cái làn da khô, nhưng khi bạn thoa cái sản phẩm chống nắng lên, đương nhiên là nó sẽ không bị bóng rồi, nhưng nó còn làm mượt mà cái da nữa. Mà sau khi rửa mặt ra rồi thì cái da mình vẫn còn cái độ mịn, độ mượt và có vẻ như nó trẻ trung hơn, thì bạn thích không?
thích chứ. Càng thích, đúng không ạ? Dạ. Cho nên mới nói đó chính là cái điểm khác biệt. Mỗi đối tượng, mỗi một làn da là một cái mã số khác nhau. Dạ. Sẽ không phải ai cũng xài cùng một loại sản phẩm giống nhau được. Cũng như không phải ai cũng dùng cùng một cái liều lượng giống nhau được. Dạ. Quan trọng nhất của chống nắng đó là phải thực sự chống được cái tia tử ngoại. Một chế độ dinh dưỡng cực kỳ quan trọng, nhất là nước từ trái cây và rau củ quả tươi để làm gì? Làm cho người bạn mát xuống. Cơ thể bạn mát xuống, cơ thể bạn có đủ vitamin, khoáng chất, cơ thể bạn giảm stress thì làn da mình cũng giảm stress, và lúc đó sản phẩm chống nắng sẽ bán được tốt hơn. Đồng thời, trong trái cây, rau củ quả tươi thì sẽ cung cấp rất là nhiều thành phần chống oxy hóa tự nhiên. Thì phải nói là trong tuần vừa qua thì có rất nhiều những lá thư gửi về cho chương trình với rất nhiều những cái câu hỏi. Và Vân Trang ngày hôm nay cũng đã lựa chọn ra một câu hỏi của một vị khán giả may mắn để nhờ hai vị chuyên gia của chúng ta giải đáp thắc mắc. Tôi tên là Trúc Ngân, hiện đang sinh sống tại Đà Lạt, năm nay 32 tuổi. Có một điều kém may mắn là tôi sinh ra không như những người bình thường. Vì làn da rất yếu và dễ bị tác động và hệ miễn dịch rất kém. Chỉ cần tôi ra nắng hay là tiếp xúc với ánh nắng nhiều thì da sẽ đỏ lên và rất là rát. Xin hỏi chương trình Bác sĩ của mọi nhà, tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này? Có phải tôi đang mắc một căn bệnh lạ hay không? Vì bản thân rất sợ đến bệnh viện cho nên tôi không bao giờ đi đến bệnh viện. Không biết là ý kiến của bác sĩ Ngọc Trai như thế nào ạ? Đối với cái tình trạng của bạn Trúc Ngân hiện nay thì theo tôi thì bạn nên đến khám với bác sĩ chuyên khoa da liễu. Cái thứ nhất là bạn được chẩn đoán chính xác cái tình trạng da của mình. Còn nếu trường hợp thứ hai, đó là da bạn này là một cái tình trạng nhạy cảm, nhưng mà là nhạy cảm sinh lý thôi. Là da bạn đó vốn là dĩ là nhạy cảm hơn cái da người bình thường, là nên sử dụng những cái loại kem chống nắng dành cho cái những cái tiếp da nhạy cảm. Là những cái sản phẩm mà nó rất là dịu nhẹ cho da. Cái phương pháp nữa mà hiện nay cũng đang người ta đang nói đến trên thị trường, đó là cái viên uống chống nắng. Đó cũng là một cái phương pháp mà có thể xem xét nếu trong trường hợp mà da bạn quá nhạy cảm đi. Không đúng rồi, không có thể sử dụng bất cứ một cái loại kem nào bôi trên da. Chúng ta có thể xem xét cho bạn dùng thêm cái viên uống nó có tác dụng chống nắng, để nó giúp tăng cái hiệu quả bảo vệ cho cái làn da, cũng như là giúp cho giảm cái quá trình oxy hóa và lão hóa da. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Còn không biết là ý kiến của chị Daisy Dung như thế nào ạ? Và ở trường hợp này thì chúng ta sẽ có hai phương pháp bắt buộc phải sử dụng. Một, dứt khoát là phải có ngoài thoa. Và hiện nay bạn sẽ chọn những sản phẩm chống nắng có công nghệ 360 độ sẽ an toàn hơn cho bạn. Và đồng thời nhớ là phải chọn cái chỉ số SPF và PA không nên quá cao bạn nha. Là bởi vì với cái làn da nhạy cảm như thế này thì chỉ số SPF 30 hoặc là cao hơn, cũng như là PA 3 cộng trở lên, thì nó có thể hơi nhạy cảm cho da bạn. Rồi tiếp theo nữa, như bác sĩ Ngọc Trai vừa chia sẻ, dứt khoát sẽ phải cần uống viên chống nắng nội sinh đấy bạn ạ. Bởi vì đó là cách duy nhất mà có thể trong tương lai sẽ giúp bạn hoàn toàn thoát khỏi vấn đề nhạy cảm bẩm sinh như thế này. Vân Trang cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Và Vân Trang cũng hy vọng là quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình Bác sĩ của mọi nhà phát sóng định kỳ vào lúc 9 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình VTV9, Đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc và đóng góp ý kiến, xin mọi người hãy gửi về chương trình qua email chương trình bác sĩ của mọi nhà a@gmail.com, hoặc có thể gọi điện thoại về hotline 0888 123 246, hoặc hotline 1900 63 345, hoặc mọi người cũng có thể truy cập vào Facebook Bác sĩ của mọi nhà. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Repeat Export Correcting Serum là giải pháp trị nám đỉnh cao mới của Curat, thương hiệu đặc trị da hàng đầu Hoa Kỳ. Ứng dụng công nghệ lọc sắc tố độc quyền NH13 giúp giảm nám và đốm nâu hiệu quả, mang lại làn da trắng hồng rạng rỡ và khỏe mạnh chỉ trong 7 ngày.